Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Quý. Sau đây mình xin chia sẻ một sự cảm nhận của mình sau khi tốt nghiệp học quản trị năng lượng của Master Nguyễn Thu Hiền. Điều đầu tiên là cảm xúc của chúng ta là không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Cảm xúc của chúng ta là một dạng năng lượng, nó được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chính vì vậy mà chúng ta hãy gọi tên cái cảm xúc của mình, từ đó hãy điều hướng những cảm xúc nó trở nên tích cực. Điều tiếp theo là những suy nghĩ của chúng ta, nó đến rồi đi, chứ nó không phải là con người mình, nó không phải là cái bản thân của mình. Chính vì vậy mà chúng ta hãy phát huy điểm mạnh và hạn chế điều tiêu cực. Điều tiếp theo, khi chúng ta làm bất kỳ một vấn đề gì, bất kỳ một việc gì đó mà chúng ta có cái cảm xúc và những suy nghĩ là tôi phải làm việc này để làm thỏa mãn và hài lòng những người xung quanh, thì nguồn gốc của vấn đề này sẽ làm cho cái cảm nó sẽ làm cho cái cuộc sống của bạn nó vô cùng nặng nề và bí bách. Chung quy của tất cả điều này là do chúng ta không yêu thương bản thân mình, chúng ta luôn đặt những mối quan hệ của mình vào người khác. Vậy nên chúng ta hãy chuyển đổi mô thức từ phải thành tôi cảm thấy hạnh phúc. Không bao giờ được đổ lỗi cho người khác mà phải nhận trách nhiệm về bản thân mình. Điều tiếp theo về định vị và nâng tầm bản thân. Bản thân mặc định mình phải vị trí cao, bản thân phải đòi hỏi chính mình, phải đạt sự thay đổi, phải tin vào con người tuyệt vời trong mình. Những điều này có thể mơ hồ nhưng có mất gì đâu, chúng ta tin mình là một người tuyệt vời. Cho đến cuối cùng, chúng ta chỉ tiếc những điều chúng ta chưa làm chứ chúng ta không tiếc những điều chúng ta đã làm. Và tôi chắc chắn mọi người còn nhận được nhiều giá trị hơn nữa từ khóa học quản trị năng lượng này. Và tôi chắc chắn sẽ đồng hành cùng bạn trong khóa học sắp tới. Chúc cho mọi người có lựa chọn đúng đắn. Bye bye.